My brothers and sisters, I know that you were wondering why I'm talking about something that you chose 11 o'clock mass. I take advantage of today, so I talk about the image, the meaning of the image of Guadalupe. And you all know about this, and you can get on the website and get the books to the translator of Vietnamese. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta cùng hướng về Thiên Chúa và tập kinh tình tình. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo hành trời đất, muôn đời hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng. Thiên Chúa thật ơi, Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta là kẻ cứu rỗi chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng chính nữ Maria và đã là người. Người chịu đóng đánh vào thập giá vì chúng ta. Thầy quan phong Siro Phi La Tô. Người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người lên hữu Đức Chúa Cha. Là người sẽ ra đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, là Đấng ban sự sống. Người mời Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ là tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Giờ đây trong ngày đầu năm chúng ta cùng hướng về Thiên Chúa và dâng lên Ngài lời nguyện xin chân thành. Chúng ta cầu nguyện xin cho các vị trụ chân trong giáo hội được dồi dào ơn thánh trong năm mới, để các ngài chăm sóc gia đình giáo hội trong đức tin và lòng mến Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Xin Chúa cho các dân tộc chấm dứt chiến tranh, bạo lực, biết tôn trọng lẫn nhau, để mọi người được hưởng bình an như lòng Chúa mong muốn. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người hết lòng yêu mến Đức Mẹ, cảm nhận được tình thương và quyền năng của Chúa trong đời sống, và cùng với Đức Maria hết lòng tôn thờ Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình trong cộng đoàn giáo xứ. Xin cho họ biết noi gương Đức Mẹ qua việc lắng nghe lời Chúa, suy niệm trong lòng và thực hành trong đời sống. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho các anh chị em đau yếu, cho những ân nhân của cộng đoàn giáo xứ, cho ý chỉ trong thánh lễ, các linh hồn ý chỉ cầu nguyện và cho cái nguyện riêng của mỗi người. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang, hai thánh bổn mạng Thánh Phêrô và Thánh Cecilia, giờ đây chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để Ta cùng tôn vinh danh Chúa là người cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, mọi sự tốt lành ở trần gian đều bắt nguồn nơi Chúa, và phải nhờ tay Chúa mới phát triển được tới mức thập toàn. Ngày hôm nay, mừng lễ Đức Maria Thiên Chúa Thánh Mẫu, chúng con được hoan hỷ vì ơn cứu độ của chúng con đã khai mào. Xin cho chúng con cũng được hạnh phúc, hay ở ngay hoàn thành mi mang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Chúng con tuyên xưng Chúa là đấng kỳ diệu trong việc Chúa truyền phong các thánh, nhất là khi nhớ Đức Trinh Nữ Maria. Chúng con hiệp với lời ca tụng tạ ơn của người mà tôn vinh lòng nhân hậu của Chúa, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thật ra, Chúa đã làm nên những việc trọng đại trong toàn cõi địa cầu và đã mở lượng từ bi hải hà của Chúa đến muôn đời. Khi đoán nhìn phận hèn nữ tỳ của Chúa, nhờ người Chúa ban cho nhân loại đấng cứu độ là con Chúa, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Vì thế, cùng với các thiên thần, chúng con không ngừng tung hô rằng: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nợ vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con tuân truyền Chúa chịu chết và thiên sứ Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con,
thì không phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Cha Kevin Van giám mục giáo phận chúng con, hai Đức Cha phụ tá của Ngài, Đức Cha Timothy và Đức Cha Thomas, cùng với Cha Ismael, Cha Nicholas, Thầy Sáu Đông, Thầy Sáu Raphael và Thầy Sáu Bill và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Tất cả các linh hồn, người thân trong giáo xứ ra đi trong năm vừa qua, 2017, đặc biệt gần đây nhất là ba của chị Trương Lệ Hà, linh hồn của ông Domenico Trương Văn Nhân, xin cho hết thảy được vào mượn ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse và Thánh Sạch Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ, các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam, Thánh Cecilia và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người hiệp với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và cùng cha. Ông bà và anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thank you.
xóa tội trần gian, phúc cho chúng ta được mở đến dự tiệc